Con quăng rồi, quăng rồi. Xin chào nhá, xin chào cả nhà nhá. Lâu lắm rồi anh em với ngồi chơi. Người đang còn nói lưu giao lưu mỗi mai từ đây xa nhau một vài hát với cả nhà. Đây con bạn lên nói tiếng tình yêu nhà rồi ta trao hồn nào chào. Xin một lần ôm lấy em và anh nói lên cao giá từ ngày về sau con nhớ tên nhau. Em đi mãi đi về nơi xa lắm, anh một mình hôm sau thương nhớ em. Xin em nhớ khi nào lòng cô đơn hãy quay về ngàn rồi mang nhớ. Tình yêu ơi xin người trả cho tôi những cái về hẹn ước bên nhau. Đôi gian dối xin chùa người tôi yêu, trong cuộc tình này anh nhận hết chua cay. Đôi gian dối xin chùa người tôi yêu, trong cuộc tình này anh nhận hết chua cay. Biết rồi. Cắt. Ok. Cái nào biết rồi nhá. Cái đó biết chưa? À biết rồi. Bây giờ đi học nhạc khác nữa. Bây giờ hát bài gì? Đi học nơi đảo xa. Nơi đảo xa gì? Dạ. Rồi, đi. Hả? Em đi. Đi khoảng con đây. Đi là đi nửa trăm phút thầy. Đây đây, đưa cho mọi người biết trăm phút này. Ok. Xin chào mọi người, em bây giờ đi việc. Đi công trình. Tạm biệt gia đình. Đi công trình đâu? Đi. Đi học bài đi ở đây. Không, cái này chưa biết. 5 phút, 5 phút. Sao? Cái này cái gì đây này, cho biết nào. Được quay lại không? Vâng, xin chào cả nhà. Anh em vẫn đang đi công việc tiếp cả nhà nhá.